Chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong những video trước thì mình đã giới thiệu rất là nhiều cái dòng xe touring, nhưng mà thường thuộc nhiều cái thương hiệu khác nhau, mà một số cái thương hiệu của Mỹ và ít được người biết đến nhưng mà chất lượng rất là tốt, đó là cái thương hiệu Jeepway của Mỹ, thì không được phổ biến như là thương hiệu Giant. Nhưng mà theo mình đánh giá thì những cái chiếc xe Jeepway mà thuộc dòng touring ấy, thì cái cấu hình và cái đồ của nó rất là đẹp, và trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một cái dòng xe touring thuộc hãng Jeepway của Mỹ. Thì hầu như là với các cái chiếc xe Jeepway thì cái thương hiệu nó sẽ không đè thẳng ở cái khung này, và nó thường chỉ đè ở đây và ở đây thôi, rất là nhỏ, rất là giấu thương hiệu, và nên là ít người biết đến cái thương hiệu Jeepway này, nhưng mà thực chất là nó là một thương hiệu của Mỹ. Đó. Và xe này thì đã được qua sử dụng tại Nhật, thương hiệu Mỹ qua sử dụng tại Nhật, và đồ rất là chất. Thì như các bạn thấy là cái phốt và cái ghi rồng này được làm bằng nhôm sáng bóng hoàn toàn, nhôm nguyên bản, nhôm nguyên chất 100%, nên là sáng bóng và không cần sơn, đen. Tay bấm xả 8 số của Shimano, và bên này là tay bấm đĩa 3 số. Bên đĩa và bên này bên chuyển níp, bên này bên chuyển đĩa. Xe được trang bị bộ phanh V Shimano chính hãng. Bộ phanh V này về hiệu suất làm việc thì cực kỳ tốt, giúp cho phanh ăn và không bị bó khi mà phanh nhiều lần, độ sử dụng thời gian tuổi thọ rất là cao. Xe được trang bị vành hai lớp, gồ lên kiểu bậc thang, rất là cứng cáp, vành nhôm, mayer nhôm và đũa bằng lốc. Lốp thì xe trang bị lốp 700C, quả từ 28 cho 32 đều có thể lắp được cho cái chiếc xe này. Còn hiện tại thì lốp xe đang lắp lốp Victoria, hiệu Victoria, cũng khá là mờ rồi bởi vì đã qua sử dụng rất là lâu rồi, nhưng mà hiệu là Victoria. Xe toàn bộ khung xe làm bằng nhôm 6061. Đấy, như các bạn thấy là chiếc xe có tem là 6061 này. Aluminium đấy, nhôm 6061, cái dòng series là 6061. Size 42 này thì sẽ phù hợp với các bạn từ 1m55 cho 1m65, có thể sử dụng hoàn toàn bình thường, thậm chí 1m7 vẫn sử dụng bình thường. Như các bạn thấy dòng chữ rất là nhỏ đây, Jeepway, được thiết kế tại Nhật Bản, có từ thương hiệu này có từ năm 2003, một thương hiệu cũng khá là lâu đời, được thiết kế tại Nhật Bản. Còn đây là cái tem mà ở bãi đỗ gửi xe tại Nhật của người sử dụng, mà bên Nhật người ta đã sử dụng thì người ta vẫn còn để nguyên đây. Thương hiệu được hãng xe này được phân phối của Lifestyle By, sản phẩm của một cái công ty của Nhật Bản. Đằng sau thì vẫn trang bị phanh V700, phanh V Shimano này, cặp bánh đồng bộ giống như cặp bánh đằng trước, hai lớp đũa lốc mayer nhôm. Đằng trước thì xe được trang bị đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano. Shimano Antut, gạt đĩa Antut. Và đằng sau cũng là bộ chuyển động Shimano Antut đồng bộ lít thả 8 tầng. Như các bạn thấy là chiếc xe rất là bon, bộ chuyển động rất là tốt. Ngoài ra trang được xe còn được trang bị một cái chiếc cọc yên nhún. Chiếc cọc yên này nó có tác dụng đóng vai trò như một chiếc giảm sóc, khi mà các bạn vào sóc thì nó sẽ giảm cái lực chấn động từ vành bánh xe, tác động từ mặt đường lên người đạp, và nó sẽ giảm cái chấn động sóc từ mặt đường lên xe và tới người đạp. Chiếc xe này thì có giá khoảng hơn 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Và nếu mà các bạn muốn biết chính giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc inbox Zalo cho mình theo số ở trên video. Mình sẽ tư vấn cho các bạn giá chính xác và các cái phụ kiện và những cái chính sách bảo hành sửa chữa đi kèm khi mà các bạn đã sử dụng chiếc xe tại mua và sử dụng chiếc xe tại xe đạp và chúng con sẽ được hưởng những cái quyền lợi của khách hàng. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái xe đạp khác thì hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, và bên cạnh là chiếc chuông nữa, thì khi chúng tôi up những video mới lên thì các bạn sẽ là người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị thông báo.
các bạn hãy ấn like để ủng hộ chúng tôi làm những video mới, và xin mời các bạn xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.